một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh cò nghiêng quay trời. Em về nơi ấy, một bờ vai xanh, một dòng tóc xanh, đó là chân trời. Anh đẹp nhất hoa màu tím, chuyện tình thương nhất chuyện hoa sinh, có người con gái xuân vời vợi, tóc còn răng rắn chưa đầy đủ. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Tiếp tục lại một clip đón tiếp những bác mà cực kỳ đam mê đến từ trường khúc, đó là anh Cương ủng hộ em Cao, đó bộ Mixua SM58. Và em Cao có thể có rất nhiều các model đầu mic, nhưng mà phụ thuộc vào tiếng hát của chúng ta sẽ ở phân khúc nào thì em Cao cũng sẽ làm sao mà tư vấn cho các bác hợp lý về giá thành cũng như là sản phẩm. Và khi các bác có thể xài những dòng này mà các bác hát hay rồi thì chúng ta sẽ lên những đầu chi tiết hơn, em Cao cũng hỗ trợ đổi luôn cho tất cả các bác nha. Cho nên là khi mà đến với em Cao, mic mark thì nó là chiều biên giới rồi, vô biên giới luôn. Cho nên là cực kỳ có rất nhiều các model hợp với giá tiền đó để cho chúng ta lựa chọn. Chủ yếu là chúng ta đến với những cái gì mà chúng ta đam mê. Nhưng mà hứa với tất cả bác thôi, nhỏ thêm tí rồi. Hứa với tất cả các bác rằng khi chúng ta đi vào con đường này là cũng là con đường sẽ phải có hai chữ nghiện ngập, và chúng ta sẽ nâng cấp dần những bộ mic từ hơn chục triệu, vài triệu cho đến tiền trăm. Và nó phải nói rằng cái môn này là môn khá là sạch sẽ, gọi là nghệ thuật, có tốn kém nhưng mà sẽ phải nói là được rất là nhiều những cái mà chúng ta thưởng thức và vui chơi giải trí kinh nghiệm, những cái mà chúng ta còn mất tiền hơn rất nhiều nhưng mà chưa chắc đã vui vẻ. Nhưng là những thiết bị âm thanh mà đến với tất cả các bác, đôi khi nó cũng sẽ phải có chi phí khi mà chúng ta sở hữu những cấu hình khủng hay là những bộ mic vừa tiền nhưng bộ mic cao cấp, thì đó là những cái gì mà em Cao cũng muốn chia sẻ với tất cả các bác. Nếu như chúng ta đang muốn sử dụng những bộ mic tàu tầm độ khoảng 10 hơn chục triệu thì chúng ta hãy sử dụng những bộ xua này, thì chúng ta cảm thấy rất là hợp lý và tiếng rất là chắc. Vừa rồi các bác cũng đã được nghe một chút bác khách hàng của như em Cao hát test một chút qua thì khá là phê pha và sạch sẽ các bác nhá. Nó không quá nhiều tiền nên chúng ta có thể đầu tư ngay và luôn được, gần như bác nào cũng có thể đầu tư được cho những bộ mic này. Em Cao lấy về không phải là phân biệt phân khúc, nhưng mà những cái này thì có thể thay được cho những bộ mic tàu. Còn những bộ cao cấp, cực cao cấp và xuất sắc nhất thế giới hiện nay em Cao cũng đang sở hữu. Một lần nữa nói đến mic thì các bác có thể qua em Cao để trải nghiệm các dòng luôn. Một chút thôi, chia sẻ để các bác được biết là em Cao đang sử dụng hệ mic cực kỳ vừa tiền.
Mỗi bác đừng quên hãy tặng cho em Cao xin một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đừng quên, bác nào chưa đăng ký kênh nên nhấn nút đăng ký kênh Cao JBL Hoàng Mai. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.